Hôm nay mình bợ được. Cái này là hai bình luôn các bạn. Mỗi bình vậy là chắc mình nghĩ không biết nhiêu tiền nữa. Bợ được hai bình nè. Đẹp không? Thơm quá. Thơm luôn. Đây, các bạn coi mình thử nè. Thơm. Ly ly thì phải á. Ly 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 á. Ngày sáng nó có nhiều màu lắm mà mình lấy trắng với màu này cho nó nổi nè. Dèm chân lên cho nó nổi. Đẹp ghê không? Ly ly lu ly. Leo leo. Đẹp không? Mở đèn lên. Trắng với tím ly ly tím đó, mới vừa phun miếng nước lên nè, nó thơm quá trời thơm luôn. Đẹp không? Ly ly, chắc là ly ly á. Để mình check lại trên Google coi phải ly ly không nha. Quá trời thơm luôn. Đã. Bình to luôn. Nghe kiếm được gì hơn bình bông đã không? Để coi điện thoại mình giặt được 20% rút. Đây là cây mình sẽ cho cái đèn lên. Đó, hõm rài mà nó lên được có một tí xíu. Bỏ hõm nó nhú một chút, bữa nay lên một chút nữa nè. Trời ơi, lên thấy chậm dễ sợ luôn. Thấy không? Cây này bữa hõm tại mình ngựa mình rinh ra ngoài, chứ bữa ở trong nhà nó cũng xanh bén lắm. Tự nhiên cái rinh ra ngoài á, cho nó hứng xương, hứng nước. Thế là nó bị hư luôn á. Nè anh này lên cái bắp cao rồi nè. Trời, bình bông này chắc 20 đồng quá.